Rồi ngày hôm nay đó thì Ngọc Châu trong cái chuyến mà về Việt Nam để biểu diễn thì Ngọc Châu cũng đã cùng với lại công ty Hoa Tiên Bình An đã có cái món quà để gửi đến các anh chị em nghệ sĩ, các cô, các chú đang gặp nhiều cái khó khăn. Thì cũng đặc biệt là rất là cảm ơn công ty Hoa Viên Bình An đã hỗ trợ cho Ngọc Châu trong cái việc đó là mua lại cái chiếc áo dài là món quà tặng của nhà thiết kế sĩ Hoàng. Thì trong cái món quà đó thì có nói chung là cũng san sẻ ra nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Thì trong đó thì sáng ngày hôm nay là Ngọc Châu với lại má Phi Phụng đã đích thân đến tại Bệnh viện Đại học Y Dược khoa nội tiêu hóa để mà thăm má Diễm Trinh, là nghệ sĩ Diễm Trinh, là người cũng đã tham gia trong một cái MV mà lúc đó là Ngọc Châu cũng chưa có nổi tiếng, mà má sẵn sàng má đến má quay với Ngọc Châu xuyên suốt cả một ngày cùng với má Phi Phụng. Cũng nhờ clip đó mà quý vị biết đến Ngọc Châu nhiều hơn. Đó thì có gửi đến má Diễm Trinh 20 triệu, cũng như là má Hoàng Lan những cái hôm họp báo cũng đến với con. Nên con rất là cảm ơn cô đã, mặc dù là ngồi thì cũng rất là đau, đi lại khó khăn, nhưng mà vẫn đến để mà chúc mừng cho Ngọc Châu, mà còn ngồi đến hết xuyên suốt chương trình luôn. Và còn kêu là rất là thích nghe cái bản nhạc Bolero. Còn xin vé rồi thêm live show của Ngọc Châu ngày 8 đây này nữa. Dạ, thứ 6 ngày 8 này nếu mà má rảnh, má khỏe thì cứ báo cho con nha. Con sắp xếp xe đến đón má đến để mà thưởng thức nha. Nhiều nghệ sĩ hát hay lắm thì thôi mình cứ thư giãn để cho relax tinh thần. Đó, mà cũng chia sẻ với mọi người là khi mà đến quán của nghệ sĩ Hoàng Lan thì ngày hôm nay cũng khang trang hơn, là bởi vì nhờ ngày hôm qua là có nhóm Vũ Long Du Ký đã đến coi như là chạy bàn dậy tưng bừng, mà còn tài trợ đèn ánh sáng rồi bản hiệu, cho nên là mọi người chỉ cần đến tại căn 1017 Lô Y Dài nha, chung cư Ngô Gia Tự, là bây giờ sẽ có bảng được khang trang rồi để mọi người dễ nhìn thấy và vào trong thì ủng hộ cho quán, là tại vì quán những kiểu gia đình thôi, nhưng mà món ăn ngon, bảo đảm là ngon, nhưng bổ rẻ, nhưng mà phải tới lúc 12 giờ trưa mới có đồ ăn nha, chứ sớm mà phải chờ tại đây về bán là từ giờ đó rồi 11 giờ chứ tới tối luôn. Anh thử chứ không, mình tới sớm cũng có đồ ăn sẵn. Tiếp theo lời của Ngọc Châu là khi hôm qua là ở đây mình đi về nhà thì Trinh Trinh, vợ của Kim Tử Long, có nói là cho con gửi cho cô 2 triệu luôn, sẵn là mình xin luôn rồi đó. Ngày mai cô đi với Ngọc Châu đi vô thăm má Diễm Trinh này, cô có gửi một Ngọc người chị Trinh á. Trinh thì bệnh nặng hơn là Hoàng Lan. Hoàng Lan thì không phải là bệnh nan y nhưng mà bệnh nó kéo dài cho mình tốn tiền tốn bạc, còn chị Trinh á thì phải mổ tới mổ lui đó. Bây giờ người ta nói là nếu mà trị bây giờ biết là viêm đại tràng mãn tính, yeah. Đó, sưng u nề trong ruột. Thực tế ra đó thì lúc nãy má chia sẻ đó thì là bác sĩ nghi dấu thôi. Thì cái đó nó cũng một dạng đó, gần như ung thư. Nhưng mà không có đó. Cho nên cái thuốc vô đó là thuốc kháng sinh một liều đó vô đó quý vị, là hiện tại là 100 triệu. Một năm 100 triệu. 100 triệu thuốc nó vô thì nó phải có cái kháng sinh đó thì mới chống chọi được. Đó, cho nên là tất nhiên là má lúc này không mua sớm thì má khóc. Má khóc có nói là bây giờ không có tiền thì như thế nào, thì Ngọc Châu mới nói là không sao hết thì thôi cứ lạc quan lên, thì Ngọc Châu cùng với má Phi Phụng sẽ cố gắng làm cái nhịp cầu nối của ít lòng nhiều, mà thì hy vọng là sẽ giúp cho má vượt qua được, tại vì mình có sức khỏe, nghệ sĩ có sức khỏe thì có thể tiếp tục làm để mà gây dựng được. Chứ nếu mà mình không có sức khỏe thì quý vị biết rồi, có muốn cũng không được luôn, lực bất tòng tâm. Và mình rất cảm ơn cộng đồng mạng khi mà mình chị trước đó, cách đây 2 tháng vào tháng 7 đó thì Hoàng Lan có nhắn một tin nhắn cho mình, chị Phụng ơi cứu em hết thuốc rồi. Mình nói mình trước chia sẻ cho Hoàng Lan thì chỉ được triệu hay triệu thì giống như muối bỏ biển, phải cái này phải nhờ nhiều người chung tay với nhau mới được. Cái con mình nó sao mẹ không nhờ cộng đồng mạng, mà mai trước là mình vừa nói cái tin nó lên là trong một ngày thì đã 100 triệu rồi. 100 triệu là mình nói thôi mình khóa không có nhiều quá, mình thấy 100 triệu là vượt mất chỉ tiêu rồi, mình đã khóa tài khoản nhưng mà vẫn cứ gửi tới đi, rồi rốt cuộc đưa được cho Hoàng Lan là 160 triệu. Rồi Hoàng Lan mới nói bây giờ cái tiền đó em xài và không hết thôi, để em để dành tiền em với mấy bà chị em bạn mở cái quán, có đồng vô đồng ra cũng đỡ. Nhưng mà từ hồi mở quán thì mọi người cũng rất ủng hộ. Nói chung là hôm qua rất là vui là mọi người tới đây ai cũng ủng hộ hết trơn, gọi cho thí dụ một phần ăn là 40 ngàn, mà nhóm mình nói là cứ tính phân nửa đời mi chỉ một ngày hôm nay thôi, nghĩa là tính giá đời mi hết là 40, mà tính 20 thôi, nhưng mà không có ai đưa 20 hết, người nào đưa 50, 100, 200 không, thì tất cả quá thì nhiều, toàn là ủng hộ cho Hoàng Lan thôi. Thành thử Hoàng, mọi người cứ yên tâm, Hoàng Lan cứ yên tâm, nghệ sĩ mình mà mỗi lần có cái chuyện gì đó mình đăng lên một cái là cộng đồng mạng ai cũng thương yêu, ai cũng chia sẻ và ai cũng giúp đỡ, của ít lòng nhiều, như vậy mình cũng ấm áp cái tình người, đúng không? Thành thử ưng yên tâm,
có gì để Phụng lo, Châu lo. Nhưng mà má nói rằng là cũng sẽ vui, là tức là khán giả vẫn còn rất là thương mình, nhớ thương dù mình. Cho bây giờ má không có còn trên sân khấu, không còn xuất hiện nhiều, nhưng mà rõ ràng là ở đâu khán giả cũng vẫn nhớ mãi một hình ảnh Hoàng Lan, đúng không? Thì nhân đây là hồi nãy là nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng có nhắn tin là có gửi một phần quà đến cho má Hoàng Lan, tức là anh Andy Thái, thì Ngọc Trong đã chuyển đến má Hoàng Lan rồi. Và cũng nhân đây là hy vọng rằng là nếu mà con về Mỹ mà con cày, mà con đi show mà con bán được đĩa nhiều, con mong á, con mong tổ người thương, con bán được đĩa nhiều là đó, thì lâu nay là bao nhiêu cái đĩa con bán là con cũng mang về Việt Nam để mình sang sẻ lại với nhau. Chứ bây giờ tình hình băng đĩa thì đâu có bán được đâu. Đó, mà nếu mà để lời lãi trên cái băng đĩa thì nó khó. Nhưng mà ít nhất con về đây bữa giờ con rất là vui. Cái chuyến này con về có 2 tuần, con vui là khi được cái má có được cái quán, tận mắt được nhìn cái quán, rồi đến được cái ngày họp báo của con mà ngồi xuyên suốt như vậy là con mừng lắm 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 luôn á. Nó rất là mừng luôn. Sợ mệt thì ngủ nổi. Dạ, con sợ là mệt. Má con năn nỉ nó là thôi má đến con chút xíu thôi. Mà má Hoàng Lan nói là má ngại, là vì má không có muốn là xuất hiện rồi mọi người lại ủng hộ góp tiền. Nhưng mà riêng Ngọc Châu thì Ngọc Châu giấu, Ngọc Châu không có nói cho má biết là ngày hôm đó Ngọc Châu tặng cái gì. Đó, nhưng mà lúc đó coi như là giữa mặt mọi người để ép má nhận. Nói chứ người nhà ta cũng tự ái. Dạ, con biết đó, đó. Cũng như trọng. Vậy chị má Diễm Trinh nói đó, nói là trời ơi, bụng ơi, tôi mong có sức khỏe, cái tôi không có xin tiền của ai chưa. Tại vì mình xin tiền của mọi người giúp đỡ là mình bệnh nhiều lắm đó. Nhưng bây giờ lực bất tòng tâm, mình không có khả năng, thì mình phải nhờ mọi người giúp đỡ, chia sẻ mình chứ biết sao. Sẵn nói luôn, tính đi về là tôi gọi điện lại nói là chị phải đang, tại mình nói đang ở nhà Hoàng Lan ấy, chị cho em góp đi của một người bé, một bạn nào đó ở trên Facebook tên Linh Đẹp đó, giờ chuyển qua 500.000 đó, mấy cái tiền này mình ăn có được đâu, trời ơi, ta chiến dịch chấn hẳn hoi đòi liền mà mình cũng có giếp được đồng nào hết trơn Lan à, trời ơi, mà biết cái hồi mà tôi ngắt tài khoản lại người 50, 100, 20, 30, trời tôi mà tôi có rành về về mạng biết gì chứ, thằng chị rể mẹ để con ai nhiêu mà xe qua rồi tôi phải ghi riêng để biết cái tiền nào chứ có ba cái tiền đó mình phải đưa tận nơi chứ không mình phải ăn được một đồng nào đó ngọt ngọt. Yeah. Mình phải giúp người ta, không giúp thôi, tất ai tài. Rồi đó, bây giờ Hoàng Lan đặt tên mình là Phụng Thần Tài. Mỗi lần mình thấy bà Phụng qua nhà Hoàng Lan vui lắm là có tiền. Mà thấy Tư nó qua đây rồi Hoàng Lan cũng cho mình 20 cỡ đen chứ bộ. Có qua có lại chứ bộ. Nguyên nhân của Hoàng Lan. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Hoàng Lan có muốn cảm ơn khán giả không? Có chứ. Ngoài Lan bây giờ không biết nói gì hơn là rất là cảm động, rất là xúc động. Chứ nói là cảm ơn má Thần Tài. Má Thần Tài. Có thêm con Thần Tài Ngọc Châu nữa. Thần Tài khán giả đa số xin trân trọng cảm ơn. Rồi. Đã thương yêu mà giúp đỡ Hoàng Lan cái giờ phút này. Đã. Rồi cứ kêu gọi nhớ đến ủng hộ quán là được nha. Cho mấy cái người đầu bếp mình làm mỏi tay luôn. Giống như ngày hôm qua vậy đó ha, khách tới được. Nhưng mà nói chung là quán đông là mình vui, nhưng mà đừng có tới đông quá. Từ từ cứ đông quá cho nhiều khi phục vụ không nổi. Rồi cái cũng có sơ sót mọi người, cũng như là cái chuyện hôm qua mà có gì sơ sót mọi người bỏ qua cho nghe lại lần đầu tiên nhớ mới là phục vụ.